Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp đua được đến từ thương hiệu Dunin. Đây là một chiếc xe được phát triển bởi đội đua Alpha Team, và chiếc xe này thì được design thiết kế theo công nghệ của Anh Quốc các bác nhé. Xe này được trang bị khung là khung hợp kim nhôm, nhôm ở đây sử dụng là nhôm 6001 các bác nhé, một loại nhôm rất là bền, chịu được cái cường độ cao và chống bào mòn rất tốt này. Các bác nhìn nước sơn này còn rất là mới các bác nhé. Đấy, rất là bóng mịn này. Đấy, hầu như là rất là ít vết xước, không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả. Đấy, và xe này được phát triển bởi đội đua Alpha Team này các bác nhé. Đấy, một cái đội đua rất là nổi tiếng trên thế giới, luôn thi đấu những cái giải rất là lớn. Các bác có thể Google thêm về cái đội đua này nhé, trên Google rất nhiều thông tin về cái đội đua Alpha Team này. Và khung xe này, chiếc xe này thì được design by England đây, tức là thiết kế theo công nghệ của Anh Quốc các bác nhé. Khung nhôm rất là đẹp và những cái mối hàn này là đã được mài qua rồi các bác nhé. Nhìn chiếc xe nó rất là mượt mà, cái mối hàn này nó đã được mài qua đi rồi, rất là đẹp. Càng trước carbon các bác nhé, càng trước full carbon đấy. Cũng nguyên zin theo xe luôn đấy. Khung nhôm càng carbon, và chiếc xe này thì cũng được mang một cái cấu hình nó cũng cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Cấu hình Shimano Tiagra đấy, với 10 tầng nít và hai tầng đĩa đạp gạt đĩa trước Shimano 105 các bác nhé. Hai tầng đĩa đạp đùi nhôm 7005 các bác nhé, nhôm siêu nhẹ đấy. Được cắt CNC đi nhé, có những cái vết cắt CNC rất là đẹp, các bác nhìn trên hình đây. Mình có cái cặp vành nguyên cặp của Shimano, đây là cặp RS2 các bác nhé. Cặp này thì cũng rất là chất lượng rồi, máy do Shimano nguyên cặp, bánh rất là trớn các bác nhé. Vành màu trắng cực kỳ đẹp luôn, lốp Kenda. Đây, lốp Kenda Cariterium. Sử dụng bản lốp là nhân 25C các bác nhé. Trên phần ghi đông thì được trang bị tay lắc của xe là Shimano Tiagra. Phanh 3 mảnh. Vành trước cũng giống vành sau thôi, nguyên cặp Shimano là S2, lốp Kenda, có vành rất là chất lượng rồi. Xe thì em đang bán với mức giá cũng là 10,8 triệu thôi. Lại một cái cấu hình rất là ngon. Mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sai xem đôi thử tâm trục đạp bị khóa yên 46 thôi nhé. Giống ngang của xe là 52 cho chị nhé. Thì xe vừa cho bác đi tụ khoảng mất 62 cũng khoảng mất 72 thì được phù hợp. Bộ chuẩn động là Shimano Tiagra đó nhé, 2 tầng 10 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe có 20 cái vụ khác nhau. Chuẩn động thì các bác nhìn trên hình rất là mượt mà đó nhé, là mượt mà không có nhỏ gì.
Vâng, và thì chiếc xe đang được bán lên mức giá là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709903. Bây giờ thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.